Chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Biết Đâu Được. Hôm nay chúng ta có gì nào? Cộng đồng lần nữa giận dữ với Riot Games. Nếu rảnh quá thì tặng skin trong hộp Vinh nhanh đi. Rồi tin đồn chung kết thế giới 2020 sẽ bị lùi lịch sang tới năm 2021. Trung Quốc vẫn là chủ nhà của sự kiện này. Những xạ thủ phù hợp nhất với lối chơi dị thần kiếm Mana Moon trong Liên Minh Huyền Thoại. Vào ngày hôm qua thì Riot Games đã đăng tải bài viết về việc nâng cấp hệ thống phát hiện và xử phạt phá game của Liên Minh Huyền Thoại. Những tưởng cập nhật này sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng thì Riot Games nhận phải rất nhiều gạch đá của game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Lý do thì cực kỳ đơn giản, họ dùng hình ảnh đại diện làm mốc Vinh Danh năm, trong khi nội dung bài viết thì lại chẳng liên quan gì tới điều này cả. Phần lớn ý kiến của cộng đồng cho rằng những phần thưởng mà hộp quà Vinh Danh mang lại như vài cái mảnh chìa khóa, tinh hoa lam là quá ít ỏi so với những gì họ phải bỏ ra. Một khi người ta chẳng cố gắng để đạt được mốc Vinh Danh như vậy, thái độ chơi game tiêu cực sẽ dần xuất hiện và dẫn tới hậu quả cuối cùng là những hành vi phá game như chúng ta thường thấy. Tôi cảm giác mình bị cú lừa bởi ảnh đại diện vậy. Tôi tưởng rằng họ sẽ nâng cấp hệ thống Vinh Danh chứ. Tôi cũng thế. Trong vài giây, tôi đã vô cùng phấn khích vì cuối cùng quà Vinh Danh cũng có giá trị, trang phục Vinh Danh chẳng hạn. Tôi vẫn không thể tin nổi sự vô dụng của những phần thưởng Vinh Danh này. Có ý nghĩa gì khi cho tôi vài cái mảnh chìa khóa nếu tôi có thể nhận được đơn giản hơn từ việc chơi game? Hơn nữa, thực tế hệ thống này Vinh Danh người chơi hay nhất chứ không phải người chơi bạn cảm thấy thoải mái nhất khi chơi cùng. Tôi cũng không biết làm thế nào để sửa điều này. Bất kỳ hệ thống Vinh Danh nào của Riot Games đều sẽ biến thành một kiểu vote người chơi hay nhất trận vậy. Tôi cũng không hiểu luôn đó. Làm ơn, tôi chỉ muốn có rương mà thôi. Tôi đã có 12 chìa khóa rồi và không muốn nhận thêm hai cái mảnh nữa từ hộp quà Vinh Danh đâu. Về bài viết của Riot Games, có thể tóm gọn là họ sẽ nâng cấp bộ luật dành cho người chơi và sẽ lấy nó làm tiêu chuẩn để xử phạt hành vi phá game như feed quá nhiều hay AFK. Bên cạnh việc đó thì họ cũng hứa sẽ cải tiến tốc độ xử phạt. Tuy nhiên, thực sự thì điều này không phải là thứ mà người chơi quan tâm nhất. Họ cần Riot Games đối xử với công thức mà họ bỏ ra tốt hơn. Cụ thể ở đây là nỗ lực đạt cấp độ Vinh Danh. Giá trị hiện tại của hộp quà Vinh Danh dường như là quá thấp. Riot chỉ cho bạn vài mảnh chìa khóa, tinh hoa lam mà thôi. Thậm chí những thứ có giá trị trung bình như rương hết tét cũng chẳng được. Thì bỏ công sức ra chơi tốt, không toxic để làm gì. Việc thêm phần thưởng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Riot Games. Họ có thể làm điều này cực kỳ dễ dàng, hiệu quả cao hơn là thông báo những thứ quá trừu tượng cho game thủ như lập trình, luật nọ luật kia. Còn với các bạn thì món đồ đáng giá nhất mà bạn mở được từ hộp Vinh Danh là gì? Hãy để lại bình luận của các bạn để mình được biết nha. Rồi tin đồn chung kết thế giới 2020 sẽ bị lùi lịch sang tới năm 2021. Trung Quốc vẫn là chủ nhà của sự kiện này. Năm 2020 quả thật là năm hạng của các giải đấu esports nói chung, chứ không chỉ Liên Minh Huyền Thoại. Việc đại dịch mà ai cũng biết là gì đó hoành hành khiến cho hàng loạt giải đấu lớn trên thế giới, từ Dota 2, CSGO cho tới MSI 2020 của Liên Minh Huyền Thoại bị hủy. Các giải đấu quốc nội của Liên Minh Huyền Thoại hiện tại phần lớn là tổ chức online. Nếu không thì khán giả cũng không được vào cổ vũ. Có thể nói là esports thế giới đã bị đảo lộn hoàn toàn trong năm nay. Mới đây thì trang tin Scarlet của Trung Quốc bất ngờ chia sẻ một đoạn tin nhắn mà người nhận được cho là tuyển thủ Leyan của VC Gaming. Người gửi giấu tên đã tiết lộ cho Leyan rằng chung kết thế giới diễn ra vào năm 2021 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Theo lẽ thông thường thì chúng ta có thể hiểu rằng chung kết thế giới 2021 của năm sau vẫn tiếp tục được tổ chức tại quốc gia tỷ dân này. Tuy nhiên, với tình trạng làn sóng thứ hai của dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, có người cho rằng cái chung kết thế giới diễn ra vào năm 2021 kể trên chính là chung kết thế giới 2020 năm nay bị lùi lịch sang đầu năm 2021. Ý kiến này tưởng chừng vô lý, nhưng trong bối cảnh hiện tại thì lại có tỷ lệ xảy ra không nhỏ chút nào. Nhìn sang các tựa game khác thì ở Dota 2, The International mùa thứ 10 đã được dời lịch sang năm 2021 do dịch bệnh. Vì thế, trong trường hợp chung kết thế giới 2020 cũng áp dụng cách tương tự, thì game thủ cũng không phải quá bất ngờ. Nếu tổ chức theo đúng thời hạn mà dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn thì càng dở vì mạo hiểm sức khỏe, tính mạng của khán giả, tuyển thủ và nhiều người khác. Vì vậy mà giải pháp an toàn là lùi lịch sang năm 2021 là điều có thể tính tới.
Những điều trên, về cơ bản, thì vẫn dừng lại ở mức độ tin đồn hay thuyết âm mưu mà thôi. Chúng ta phải đợi Riot Games ra thông báo chính thức thì mới có thể yên tâm được. Có lẽ với những người hâm mộ esports nói chung và liên minh huyền thoại chuyên nghiệp nói riêng, điều họ mong mỏi nhất lúc này có lẽ là năm 2020 với quá nhiều thông tin không vui trôi qua càng nhanh càng tốt. Những xạ thủ phù hợp nhất với lối chơi dị thần kiếm Mana Moon trong liên minh huyền thoại. Mặc dù không hề được gia tăng chút sức mạnh nào trong những phiên bản gần đây, nhưng vì một lý do nào đó, thần kiếm Mana Moon bỗng chốc trở thành trang bị sáng giá, thay thế cho những món trang bị vốn đã quá quen thuộc với xạ thủ như vô cực kiếm hay lời nhắc tử vong, đến cả những đấu sĩ đường trên hay thậm chí là cả Fizz, Kayleigh cũng bắt đầu lựa chọn nước mắt nữ thần làm món trang bị đầu tiên để lên trong giai đoạn đi đường. Nguyên nhân có lẽ bởi so với mức giá 2.400 vàng thì những gì trang bị này đem lại là quá lớn từ sức mạnh công kích, chỉ số năng lượng và quan trọng nhất chính là điểm ngọc hiện diện trí tệ, tương tác mạnh quá mức với nội tại gia tăng sát thương theo năng lượng của trang bị này. Đứng đầu trong danh sách này không ai khác hơn ngoài ái nữ hư không, một trong những xạ thủ có khả năng gây đem đơn mục tiêu bậc nhất liên minh huyền thoại. Điểm đặc biệt của trang bị này là nó tương tác khá mạnh với kỹ năng Q của cô nàng. Khi chỉ cần hoàn thành đủ điểm cộng dồn và trở thành thần kiếm, nội tại của Kai'Sa sẽ ngay lập tức được kích hoạt để tiến hóa kỹ năng cơn mưa Katia, giúp cô nàng nhanh chóng đạt ngưỡng sức mạnh. Hơn hết, với nguồn năng lượng khổng lồ có được từ thần kiếm, Kai'Sa sẽ trở thành một cỗ máy xạ đem đích thực với tần suất sử dụng Q không khác gì Kai'Sa phiên bản đấu trường chân lý đầu mùa 3. Đây cũng là trang bị phù hợp nếu bạn muốn boost đồ theo lối chơi tiến hóa đều cả 3 kỹ năng, thay vì chỉ tập trung vào Q và tỷ lệ chí mạng như cách chơi thông thường. Đứng ở vị trí thứ 2 là Miss Fortune. Từng có một thời điểm ngọc bổ trợ thiên thạch bí ẩn với lối chơi sát lực được sử dụng mạnh mẽ bởi những xạ thủ mang thiên hướng cấu rỉa như Jhin, Varus, thì nay với trang bị thần kiếm Mana Moon, lối chơi ấy sẽ một lần nữa trở lại khi không chỉ mang cho mình nguồn sát thương khủng khiếp bởi điểm sát lực mà còn đến từ nguồn mana bất tận từ thần kiếm. Với lối chơi này, Miss Fortune sẽ cực kỳ mạnh mẽ trong khoảng thời gian đầu trận với khả năng spam kỹ năng Q và E, đặc biệt là sát thương khổng lồ đến từ chiêu cuối bảo đạn. Bởi xét riêng về sát thương vật lý, trang bị ma kiếm Mana Moon một khi đã đủ điểm cộng dồn sẽ cho về 80 sức mạnh, công kích mạnh hơn bất kỳ trang bị nào ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đối với lối chơi sát lực cộng thần kiếm Mana Moon, người chơi cần phải kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Bởi lối chơi này rất dễ bị khắc chế khi đối thủ đã có được một lượng chống chịu nhất định. Vị tướng thứ 3 là Varus. Một xạ thủ khác cực kỳ phù hợp với phong cách chơi kiếm Mana Moon cộng thiên thạch bí ẩn theo phong cách sát lực chính là Varus. Với lối chơi này thì kỹ năng Q, mũi tên xuyên phá chính là công cụ duy nhất giúp bạn gây được sức ép lên đối thủ. Việc một kỹ năng Q của Varus thiêu đốt phân nửa thanh máu của xạ thủ đối phương trong giai đoạn đầu trận là việc hết sức bình thường với lối chơi sát lực. Tuy nhiên, một điều cần phải lưu ý, nếu muốn đi theo lối chơi này, bạn cần phải có kỹ năng nhắm Q cực kỳ chuẩn xác, bởi mặc dù có được nguồn mana khổng lồ từ thần kiếm, thế nhưng đây lại là kỹ năng có hồi chiêu lên đến hơn 18 giây ở những cấp độ đầu tiên. Đây sẽ là một bất lợi cực kỳ lớn nếu như bắn hụt, và rất dễ trở thành con mồi ngon cho đối thủ. Hai vị tướng cuối cùng của ngày hôm nay là Corki và Corkmao. Từng có một khoảng thời gian thống lĩnh khu vực đường dưới bởi cặp đôi trang bị tam hợp kiếm và thần kiếm Mana Moon trước khi dần bị thay thế bởi những xạ thủ hùng mạnh khác. Thế nhưng đến thời điểm này, khi trang bị này dần lấy lại vị thế trên liên minh huyền thoại, thì với chất tướng spam kỹ năng, thần kiếm Mana Moon gần như chính là trang bị hoàn hảo nhất. Ưu điểm của những vị tướng này chính là khả năng tích điểm cộng dồn rất nhanh ngay từ khi còn là nước mắt nữ thần bởi dàn kỹ năng cấu rỉa liên tục ít tốn năng lượng của mình. Ở trên là 5 trong số rất nhiều vị tướng phù hợp với thần kiếm Mana Moon. Theo bạn, thì vị tướng nào mới thực sự là thích hợp? Để lại bình luận của các bạn để mình và mọi người được biết nha. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.